Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Châu Châu Hua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của chiến binh Sparta. Vâng, ở tập trước thì các bạn cũng biết rồi, mình đã kiểm soát được cái vùng Italia rồi. Và bây giờ thì kế hoạch của mình là duy trì ổn định cái vùng này. Đấy, và duy trì ổn định cái vùng này, bảo vệ lãnh thổ. Bây giờ thì rút quân về đây để còn mua quân. Cho quân đóng ở đây để bảo vệ. Tập trước thì mình đã kiểm soát được toàn bộ cái vùng Ý này rồi. Nói chung là về cơ bản thì bây giờ là ổn đấy. Bây giờ mình chỉ việc phòng thủ ở đây thôi, ngăn không cho thằng La Mã nó tấn công vào là được. Còn bây giờ thì mình bỏ mấy cái công trình này đi ạ, không dùng đến thì mình sẽ bỏ đi. Vùng Ý này đây này, tất cả các cái vùng này nó mới đang giai đoạn sửa chữa, nó chưa có quân phòng thủ. Thằng La Mã thì và mình cũng đang cần phải tuyển cái đội chắc phải mua thêm một quân đoàn nữa chứ nhỉ, thêm một quân đoàn nữa ở đây để chuyên cái nhiệm vụ là tuyển cái bọn ngựa này. Ngựa này thì rất là ngon này nhưng mà đắt quá, các bạn nhìn này, tuyển vẫn gần 900 này, upkeep gần 700. Nói chung là nuôi thằng này thì không khác gì nuôi vệ ấy. Chúng ta sẽ tiếp tục tuyển đội cung thủ Clayton Archer. Chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng đến đội cung thủ này và mình sẽ cho quân đoàn này về đấy để tuyển thêm cái đội cung này. Hiện tại cái khu vực phía trên này của mình thì khá an toàn vì xung quanh của mình toàn các cái đối tác làm ăn thôi. Hiện tại thì mình không ngán lắm. Xung quanh của mình toàn là đối tác chiến lược, không đáng sợ. Bây giờ mình sẽ tập trung vào xây dựng thành trì lên đã. Những cái chúng ta đã có tiền thì chúng ta sẽ nâng cấp nhà cửa lên và phát triển. Cái vùng này thì mình phát triển quân sự nên mình sẽ không nâng cái thành này lên. Nâng lên nó tốn lương thực lắm. Đấy. Và còn những cái vùng này thì tất nhiên là mình sẽ nâng lên để có thêm tiền rồi. Sau này nếu như vùng kia mà nó dư giả lương thực thì có thể mình nâng, còn nếu không thì thôi. Đấy. Chưa có điều kiện để thành lập thêm một hạm đội ở đây nhỉ. Và cái tính sau, khả năng là mình sẽ thành lập khoảng hai hạm đội, trước mắt là hai hạm đội đấy. Đây là một này. Vấn đề là chúng ta không có đường các cái tướng của phe khác để đủ để có thể thành lập hạm đội. Hiện tại thì đây, quân đoàn của chúng ta ở phía này thì khá ổn. Rồi chúng ta sẽ mua quân. Đảo qua, tình hình chính trị khá ổn. Bổ nhiệm cho nó tí nhỉ. Nó giảm upkeep mà. Tốn nhiều thế. Thanh niên này chưa có vợ à? Cho lấy vợ. Tăng tốc độ nghiên cứu khoa học. Tướng này của mình thì tăng vào giáp. Hết rồi, chả còn cái gì nữa. Thắng upkeep này. Giảm upkeep này. Lấy vợ. Mình bổ nhiệm cho phe khác thì mình cũng phải bổ nhiệm cho phe mình nữa. Để nó cân bằng. Tăng tốc độ nghiên cứu lên. Ổn rồi. Hai mươi sáu điểm trung thành, như vậy là chấp nhận được. Bốn lượt nữa thì chắc là đủ đội cung thủ này. Đây, 1, 2, 3 đúng vừa đủ luôn. Vấn đề là mua xong thì mình sẽ phải đi chiến tranh và mình kiểm soát lốt cái vùng này đã. Có thể mình sẽ tiêu diệt thanh niên này, nhưng mà chưa biết thế nào, nó mạnh đấy. Để kiểm soát toàn bộ cái vùng này
Đây, tự dưng nó có một cái đảo đấy. Còn đối với cái vụ ý này thì chắc thanh kiên kia, La Mã kia không làm ăn được gì đâu. Tấn công vào lãnh thổ của mình là điều không thể. Cái gì? Ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau à? Ok. Gì chứ mấy cái hiệp ước đấy thì đơn giản. Spy chúng ta lên cấp. À, mình nghĩ là mình sẽ cho em Spy này vào quân đoàn của một quân đoàn của mình, thay vì nó đứng ở đây. À, tướng của chúng ta lên cấp nữa này. Cộng vào cái này nó sẽ tăng 20, giảm 20 upkeep. Cái này lên 30. Và nó sẽ, tướng của chúng ta sẽ có skin là đứng vào chiến đấu à? Ái già. Stand and fight. Đứng vào chiến đấu. Cũng có con ngựa nào nhỉ? Căng thật đấy. Thằng La Mã nó định cử quân ra đây nó pem mình này. Nó có đến hai quân đoàn đây này. Chắc phải cho quân đoàn lớn này lên. Đây. Quân đoàn này nó full quân. Quân đoàn này còn thiếu một con ngựa thì cho đứng ở đây. Nào, ngon thì vào đi cu. Cho thêm tiền mày cũng chả dám tấn công luôn. Nói nhanh cho nó vuông. À, tuyển được một tướng của phe khác này. Thành lập hạm đội đây á. Mình sẽ tuyển 4 đội cung. Đâu là một hạm đội ở đây. Hạm đội này à, sang bên này. 4 lượt nữa thì mới tuyển được. Ngon rồi. Nghèo quá. Thôi qua lượt. Tình hình kinh tế của mình thì chưa khá khẩm lắm đâu, nhưng mà phải luôn. Cái quân Sparta này ngoài bộ binh cận chiến ra thì hầu như nó chẳng có cái quân gì cả các bạn ạ. Speak through thunder and storm, but they tell... Hầu như chẳng có cái quân gì mạnh cả. Nó chỉ có lính cận chiến thôi. Nó không có các đơn vị hỗ trợ nhiều. Ba đội cung thủ Creighton Archer. Đội cung này thì rất là chất, không phải nghĩ. Campania. Cái đội ngựa đấy nó rất giống cái đội Aphis Campanius của Macedonia. Cái đội kỵ binh đấy rất là chất luôn. Có thể nói là một trong những đội kỵ binh mạnh nhất của game này. Mạnh nhất luôn, mình nghĩ là mạnh nhất luôn. Bởi vì nó là bộ binh kỵ binh cận chiến mà lại còn được trang bị thêm cả phi lung nữa cơ. Căng nhỉ. Không có ngựa. Rút quân về nước rồi à? Rút quân về nước rồi. Thằng La Mã này liệu nguyện tấn công thành lũy của anh á? Mày vào làm sao được? Vào bằng cách nào? À, cái vùng này thì mình sẽ không nâng cấp thành lên nữa, để mình phát triển quân sự thôi. Sau này thừa lương thực thì có thể mình phát triển, chứ còn không thì bây giờ phát triển lên mình sẽ hết mất lương thực mất. Enter friend and speak. La Mã. Kinh tế mình vẫn khá nhỉ.
gì? Ký hiệp ước cho phép triển khai quân đội trên lãnh thổ của nhau á? Không được đâu. Giữ trật tự. Rồi nha. Mình sẽ di chuyển dần cái quân hạm đội này ra đây. Mỗi một lượt di chuyển chúng ta sẽ mua một ít quân. Như vậy là chúng ta sẽ tới nơi là vừa. Ba. Hơi mất thời gian đấy nhỉ. Có thể tuyển thêm được một hạm đội nữa không nhỉ? À đây. Hai lượt nữa. Vùng này. Ô. Thế thì chúng ta sẽ có ba hạm đội đấy. Sang đây luôn để chuẩn bị một hạm đội sang bên La Mã. Tàu này một người một ngựa thì làm ăn gì? Ồ, không có. Căng nhỉ? Tuyển mấy con ngựa mà xem chừng vất thế. Tấn công vào thằng này. Mình e là nó sẽ khá nhiều quân đấy. Bây giờ phát triển đến 3 hạm đội thì tuyệt đấy. Rồi ok. Sao cái vùng này chị An nó lại giảm nhỉ? Nó ảnh hưởng bởi cái văn hóa của cái thằng bên cạnh mình à? Cái hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau á? Ok. Liên minh phòng thủ thì chắc chắn là không à? Mình thực sự trừ 10 trung thành cơ. À. Mấy cái sự kiện tào lao gấp nhỉ? Maximum Hellenic. Upkeep à? 44.000 không cần. Bổ nhiệm cho nó nhiều quá là nguy hiểm đấy. Mình vẫn phải giữ cái mức độ ảnh hưởng của mình cao hơn chứ. La Mã này mày muốn gì? Một lượt nữa. Một lượt nữa. Hạm đội này. Đang tranh thủ mua quân. Chắc phải cho quân sang bên này lấy cái đội quân ở bên này. Đội mà nó có kỵ binh mạnh mạnh xíu này. Kỵ binh kia yếu quá, khó đánh nhau. Một hiệp ước hòa bình à? À cũng được. Dù sao thì mình không muốn chiến tranh với La Mã. Một cái hiệp ước hòa bình có lẽ là tốt hơn cả. Ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Chưa vội thế. Đồng minh quân sự. People treasure the blood bond between us. Do you not see this? Will you join us?
Bọn này nó cứ rủ dê mình vào mấy cái chuyện chiến của chúng nó là thế quái nào thế nhỉ? Đã bảo là anh không thích đánh nhau rồi mà các bạn. Welcome, worthy friend. Ơ, bắt thằng này làm đệ luôn này. Before words pass our lips. I will take word of our. Thanh niên này thì sao? Good and noble friend, what an honor you do us. Come speak so that the spirits can hear your words. Thôi khỏi. Ơ, tự có một thằng đệ ở trên đỉnh ấy. Thôi không cần. Không quan trọng. La Mã nó hòa bình với mình rồi. Thêm một quân đoàn nữa được rút lui. Chả có con ngựa nào. Vãi cả. Cho thằng này lên đây đóng đã. Không đùa với mấy thằng La Mã đâu. Nó hòa bình xong nó lại rửa quẻ đấy. Không tin tưởng được. Không thể tin mấy thằng La Mã được. Không thể tin mấy thằng La Mã được. Cộng 1 mà vẫn ổn. Còn mất mấy lượt nữa thì mới tuyển được. Your next command, recruiting more ships. Căng nhỉ. Mất mấy lượt nữa mới tuyển được full. Không có đâu. Mỗi quân đoàn này có. Commander, make haste, men, ready for battle. At your command. Được đấy. Thằng La Mã nó hòa bình với mình chưa chắc là nó là thân thiện nữa. Cho phép triển khai quân trên lãnh thổ của nhau á. Các cậu đang đánh nhau mà các cậu cứ lôi mình vào là thế nào thế nhỉ? Cái vùng này nó lại không có cái đội... Rồi. On course, at your command. Không tuyển được cái đội kỵ binh xịn. Thế như AK ấy nhỉ. Qua nào, mỗi lượt mà không tuyển được. Đủ phát là mình rút luôn quân này đi. Đội bỏ đội này đi á. Thế bên này tuyển không. Khổ thân cái anh Sparta này, anh không có các cái đơn vị trợ chiến mạnh. Đành phải tuyển cái dạng lính đánh thuê. À, tướng này nó được trừ upkeep cho bọn lính đánh thuê nhiều ghê nhỉ. Rồi rồi, còn hạm đội này của mình nữa, mua thêm quân. Đây nữa. Trăm bảy bảy, trăm năm mốt. Tiếp tục một hạm đội nữa chúng ta sẽ thành lập ở đây. Vừa mình thấy là có thể một tướng của phe khác đây mà. Đúng không? Ships to port. We need good strong men. Tốt rồi. Có được cung thủ Creighton Archer cũng là tốt rồi.
có đội cung đấy thì mình đánh thoải mái luôn. Sao cái bọn này nó cứ thích làm đồng minh với mình là thích quá rồi nhỉ? Clean Bean là thằng nào? Đây à? Vô gia cư rồi à? There's a good pork roasting for you, and better ale and mead set aside. But first, we talk. Cho nó tí tiền xem nào. Thống nhất luôn cái vùng phương Bắc này. Có vẻ không ổn. Yes. Your words show wisdom beyond your years. Thằng Đức này thì chiến tranh với hầu hết à? Mẹ thân với thằng này à? Thằng Đức nó lại kiểm soát lại được vùng này. Ây da. Tuyển được con ngựa nào? Một lượt nữa. Kế hoạch của mình là tấn công vào đây. Ủa nhưng nó có đến hai quân đoàn đây, mình hơi căng. Hơi căng đấy nhỉ. Hơi căng rồi. Về lý thuyết thì mình đang hòa bình với thằng La Mã, nhưng mà mình không có gì chắc chắn là nó sẽ đảm bảo cái vấn đề ăn hòa bình đấy. Thế nên là mình vẫn cứ đứng ở đấy để tuyển quân đấy. Thật là không có gì chắc chắn đâu. La Mã là luôn luôn cháo trở và lật lọng. Vẫn phải duy trì ở đây một quân đoàn để đảm bảo an ninh. Đấy, đó, quân đội của nó vẫn lượn lờ quanh mình. Có đội quân này thì ổn rồi. Chắc là ăn được. Accept the terms. Sao nó cứ bảo mình cho mình ký cái hiệp ước để triển khai quân này? Nó đánh nhau phía Bắc nó ảnh hưởng gì đến mình mà nó cứ đòi triển khai quân trên đất của mình? Bọn này. Tiếp tục tuyển cung thủ. Đặt cũng vẫn phải tuyển. Ô. Nó sẽ không sang đất của mình đâu, bởi vì nó là hiện tại nó đang khá thân với mình. Nó cũng không ngu mức độ đi gây sự với mình đâu. Nhưng mà mình phát triển quân đội mạnh như thế này, sợ hết tiền nhỉ? Mình e là mình sắp hết tiền. Có thể thêm một hạm đội nữa được thì tốt. Không được rồi, tướng của phe mình rồi. Không thể tuyển tướng phe khác nữa rồi. Ồ, vẫn trông tuyển được cái đội kỵ binh đấy. Căng ấy nhỉ? Mình chỉ cần mấy kỵ binh thôi mà. Có cần phải căng như vậy không? Có cần phải căng như vậy không? Chỉ là mấy đội kỵ binh thôi mà, có cần phải căng vậy không? Phát triển mãi vẫn chưa có được. Chờ bộ binh đời cuối nữa.
Ai giời ơi. We have simple needs. Mình cần một chiếc hầu chứ không cần một đồng minh. Perhaps, and I ask with all due respect for your mà đánh nhau với cả mấy thằng ở tận châu Phi này nào. You could let us have some money. A token, perhaps a modest gift of coin. Crimea chắc mình sắp phải bắt làm chiêu hầu rồi. Bởi vì là mình thấy có vẻ như mấy thằng ở phương đông nó đang tiến rất sát rồi. Tiến rất sát thằng đấy rồi. Có ngựa đi. Ôi ôi, sao vẫn không có thế này. Khó tuyển cái bọn này ghê nhỉ. Chúng ta lên bờ của nó rồi. Đi qua vùng biển này mình sẽ quan sát thấy thằng này. Đúng rồi. Mình sẽ chơi với nó. I am honored to greet such an ambassador of such. I must accept. Điểm ngoại giao của mình quá cao. You are welcome, although my ancestors and people. This agreement, good and noble friend. Điểm ngoại giao của mình rất cao nên là mình có thể trade được gần hầu hết. Lại thanh niên này lại cướp well đến, met, nhà cửa ở rồi. Satan let you trade. The gods will rejoice. Welcome, welcome. In a spirit of it. Một ngàn ba. Rejoice. So it is. Greetings to you. I trust you come with honorable words that. Thằng này nó đang chiến tranh với cái thằng ngay cạnh nhà mình. 16.000 một lượt. Lượt sau là chúng ta có thể tấn công được rồi. Khá mạnh. Cung thủ Clayton Archer thì gần như lượt nào cũng tuyển được, nhưng mà cái con ngựa kia chả hiểu sao rất khó tuyển các bạn ạ. Không phải lượt nào các bạn mua được. Còn tí nữa vào trận các bạn sẽ biết là tại sao nó đắt như thế, thì nó sẽ sắt ra miếng thôi. My people do not like luxury. Ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau mà. The words of the oracle influenced our choice of proposal. Nó cho bảo cho phép triển khai quân đội trên lãnh thổ của nhau. Cộng 5 trung thành mỗi lượt. Ok. Thằng Crimea này. I am honored to greet such an ambassador. Tự dưng có một đánh chư hầu ở tít phương Bắc. Trong khi mình còn chưa bao giờ đặt chân lên đấy. Điểm ngoại giao của chúng ta rất cao. We still have a good wind. Điểm ngoại giao của chúng ta rất cao nên là thỏa thuận gì nó cũng dễ. Ồ, kinh tế đang đi xuống rất là mạnh đấy. Ngựa đi. Ồ, vẫn là không được con ngựa nào à? Đù. Thằng La Mã này chơi không? Welcome, I suppose. No, do not sit. That is for Romans and. À, thằng này nó đồng minh với. Thân thiết với thằng này đánh nhau bọn này à? Ở đây có thằng nào nữa này? Cùng tiến xuống này. Có mấy thằng ở trên này nó. Mấy anh dợ ở trên này nữa. Rông dài thôi nhưng mà chuẩn bị tấn công một trận đánh ở đây đã. Mất thời gian phết nhỉ. Tuyển quân tuyển queo. Gold freely given and. Không. Không thể đồng minh đồng khói gì được. Ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. No warrior like standing alone in battle. Should we. Chưa sẵn sàng.
ký hiệu với môn xâm phạm lẫn nhau à? Ký hiệu với môn xâm phạm lẫn nhau mà đòi mình nhiều tiền thế. Bọn này văn hóa, cộng văn hóa dẫn cái ảnh hưởng văn hóa Hellenic của chúng ta đến các vùng. Nào được đội ngựa đi. Ôi phải mấy bao giờ mới tuyển được cái phun mấy con ngựa cho các quân đoàn ấy. Tuyển mãi mới được có 3 con. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ tấn công cái thành này. Mình chưa biết là nên tấn công kiểu gì, tấn công mà vào thành hay tấn công quân đoàn này trước nhỉ? Đánh kiểu này mình sẽ bị trừ điểm ngoại giao lắm này. Đó, chúng ta bị trừ điểm ngoại giao từ màu xanh xuống màu đỏ rồi. Nó rất nhiều lính cẩm giáo này, 1, 2, 3, 4 này, 5 đội này, 1, 2, 3, 4, 5. Ủa rồi, nhiều thế, chết rồi. Kiểu này mình tính đánh kiểu gì, đánh auto trận này mình thắng nhưng mà đánh tay thì chưa biết được đâu nhá. Trận khai trương của đội kỵ binh và cung thủ, các bạn sẽ thấy là cung thủ trái tim của Hydra, thợ rèn của Hephaestus. Giờ Cento có nghĩa là nhân mã. Gigantes trời mưa thì không ổn lắm. Có cái thời tiết nào tốt hơn không? À đây rồi. Ôi hải quân của mình triển khai từ vùng biển kia kìa. Đây vậy? Từ đây thì nó đổ bộ vào đây gần nhất à? Lục quân của mình sẽ triển khai ở đâu cho nó tiện này? Trận này chắc có lẽ ra góc tường này mà đứng thôi. Tiến sâu vào vỡ mồm. Vùng này nó lại có một cái lợi thế. Chúng ta lại có một cái bức tường tự nhiên này. Chúng ta có một cái bức tường tự nhiên. Chỗ này chủ yếu chắn mấy thằng đổ bộ đường biển vào và tiêu diệt luôn. Nếu mà đứng dàn đội hình kiểu này thì cung thủ mình chơi rất tuyệt vời luôn. Không phải ngán nào hết. À, đội kỵ binh này nó còn được trang bị thêm cả phi lum nữa các bạn này. Đấy. Giáp của nó đã rất trâu rồi, giáp 110, đa 73. Thế này thì được đấy. Rồi nhá, xem bọn cầm giáo của nó đâu vậy. Our reinforcements have arrived. Citizen Cavalry. Ra đây. Nó đổ bộ ở đây à? Pháo hạng của mình đâu rồi, lã vào bọn này chết luôn.
nó cũng không dám kéo quân hết ra đằng kia, cũng là một cái lợi thế cho mình. Đội thuyền cung thủ đứng ở đây sẵn sàng yểm trợ. Đi đâu đây? Quân tiếp viện của nó ở đâu nhỉ? Nó có quân tiếp viện đấy cơ mà. Cho nó đổi bộ. Chưa thấy nó xông ra đây. Nói chung mình phòng thủ ở đây như thế này là ổn. Chờ quân địch nó ra đã. Mình nghĩ an toàn thì mình nên cho hạm đội mình đổ bộ ở gần quân đoàn này. À đây rồi. Chạy nhanh lên không kiểu không kịp điểm trợ cho nhau bây giờ ấy. Nó đang sắp quay các quân đoàn của mình. PK man này. Khở luôn cho anh. Bắn thằng PK man này. Chỗ này toàn PK man này. Cung thủ chuẩn bị. Citizen Cavalry á, không phải đối thủ kỵ binh anh đâu. Rút lại đi, chúng nó xong à. Bắn đạn xuyên giáp cho anh. Kemen này. Giết thằng Kemen này trước đây nhá. Ồ. Lại mấy bọn tầm xa này nó khôn thế nhỉ. Bọn này nó ăn cái gì mà nó khôn thế. Hạm đội mình rồi. Đổ bộ cho anh. Bật pha lăng trước nó không được to nhá. Thằng tướng nó rồi. Dã trước. Giết tướng này chúng nó mất tinh thần nhanh nhá. Oh, nó có PK man. Our general is under attack. Đúng, chúng ta bị tấn công á. Noble cavalry.
ra đây cho anh, nhanh. Ôi, làm nào lùa được bây giờ nhỉ? Ôi, kỳ thật. Không chịu nhập rồi. Giết ngay bọn tầm xa nó cho anh. Nó kìa, cái con ngựa này quẩy khẩn trương. Rồi đội giáo của mình sắp hy sinh hết rồi. Rút khỏi chiến trường. Tướng bị tấn công á. Nhanh ra đây. Báo hạn đâu rồi? Nhanh chân cho anh nhờ cái. Thủy quân lục chiến chưa đổ bộ được à? Nhanh. One of our units has used all its ammunition. Đây, kệ chúng nó. Giữ nguyên phòng tuyến không chết bây giờ. Spartans! Spartan pikes! Ra đây. Ủa, đội ngựa này chất thế. Noble cavalry. Nhanh. Kraton Archer rồi. Đứng vào đây, fight will của anh. Bắn đạn thường thôi. Bắn chết tướng thôi cho anh. Nhiệm vụ của mày là bắn tướng của nó. Bắn quân. Quân tiếp viện của nó còn đang đến kìa kìa. Chưa hết đâu. Thì quân lục chiến rồi. Tiến vào. Rồi, lên đây nhanh. Lên đây nhanh, không chết hết quân bây giờ. Thôi tướng đâu, chạy đi đâu đây? Sparta đâu rồi, đây đây. Ăn luôn. Pháo hạ. Ai già, tiếp viện của nó kìa. Vẫn đang đến một cách rất là đông rồi, tự tin. Máu mình rồi, gần. Noble Cavalry. Đội hình kích cường, tấn công. One of our units has used all its ammunition. Một phát sốc từ đằng sau lưng rồi. Ái chà. Nó mất tinh thần rất nhanh, rút ra đã, rút ra đã, rồi tiếp tục. The battle is turning in our favor. Trận chiến đang nghiêng về phía chúng ta. Tốt. Rồi, thủy quân lục chiến nào tiến lên. Đội kỵ binh rồi. Để mấy thằng cung này nó bắn con mình thế à? Pháo hạn rồi. Tầm bắn của pháo hạn đến đâu nhỉ? Đến đây à? Chuẩn bị bắn được rồi. Đổ bộ đi cưng. Bắn fight will. Xong. Tốt rồi. Đỡ cung thủ rồi.
không bằng khay thân Archer nhưng mà cũng được. Bắn thẳng ra sau lưng nó cho anh. Bắn thẳng. Bắn vào đây. Đội gì đây? Ôi, đội Sparta này lùi lại nhé. Thương nặng quá nhỉ. Chắc là đội giáo của nó rồi. This is a shameful display. Quá nhỉ, mấy thằng này mình bảo bắn vào đây cơ mà. Bắn vào đây. Mình sợ nhất đội PK Man của nó kìa. Cung này lên đây, nhanh. One of our units has used all its ammunition. Sao cho anh? Lực lượng tiếp viện vẫn chưa đến hết à? Nhanh lên đây xem nào. Thủy quân một chiến trận này tiến nhanh lên xem. Đây rồi, nhanh quá, thủy quân một chiến mình nào. General, charge! Nó định tấn công cung thủ của mình à? Our hidden units have been discovered. Không ngon vậy đâu cưng. Ballista! Thôi chạy ra đây. Tấn công ở đây à? Không ngon vậy đâu. Tấn công anh á, Citizen Cavalry á. Rồi, pháo hạ rồi. Dừng bắn cho anh nhờ cái. Ngoài cung của chúng ta bắn từ đằng sau lưng nó thế này thì nó nhanh xong. À, mấy thằng cung thủ đấy mình bảo lui lại đằng sau này cơ mà. Xông lên làm cái gì? Ôi, thủy quân lục chiến vẫn chưa đến được. Nhấp nháy hết rồi. Nó mạnh lắm. Đánh với bọn này. À, chạy hết rồi. Chạy hết rồi. Hốp đi tè này. Các bạn đây đội cung này nó bắn từ đằng sau lưng luôn. Ôi đội kỵ binh của mình nó lì thế nhở. Nó lùa nãy giờ mà không chết thằng nào. Ôi. Trận đấu vất vả và khó khăn nhưng mà mình đã kiểm soát được cái tỉnh này rồi. Đội kỵ binh của mình chất thật, đi lùa khắp nơi mà không làm sao. Cung thủ Creighton Archer bắn cũng ác. Nó lắm lính giáo quá, nó xiên mình cũng chết nhiều, mình xiên được nó nhiều nhưng mà nó cũng xiên được mình nhiều. Lính giáo mình giết được hơn 600 thằng kìa. Hai bên cùng xiên nhau là chúng nó nhiều lính giáo như vậy mình mới có mấy con voi mình lùa đằng sau lưng mình xuống nó tan luôn. Sau khi chiếm được cái đảo này thì mình sẽ không tiến xuống Ai Cập mà mình sẽ vòng lên để kiểm soát cái vụ bán ở vùng biển Đen, Bắc biển Đen, khu vực Crimea. Mình cần kiểm soát cái khu vực đấy. Xong. Rõ ràng mình không mất cơ mà nhỉ? Tại sao nó báo là mất? Fleet rip making for port. We hunger for battle. Ready for orders. Sign up lads for a good and glorious life. Vùng này có lẽ không cần nhà lính nữa. Bỏ đi. Vùng này thì thay vào đó là một cái công trình cái cảng cái điện thờ thần Poseidon. Ôi bao giờ mới lại có tiếp đây à.
Alas. Đây. Ở trong hai vùng mình cần kiểm soát tiếp là vùng này. Sau này thì thằng Crimea này nó đang bị quay rất là rộng ở khu vực này. Mình không biết thằng này là thằng nào nhưng mà nó đang quay. Sẽ bắt thằng này làm chư hầu. Greetings friend. We will speak together of whatever you wish, but bring words that can warm our hearts. Cho mày 2000 xem mày chịu không? Ai thằng này chảnh lắm. Chảnh vãi. Thôi qua lượt đã, chúng ta đã kiểm soát được cái tỉnh phía Nam rồi. Thanh niên kia thì lượt sau quay vào đánh thì tự sát thôi. I dare not ask much for my people. Đồng minh. Tiếc là mình cũng không sẵn sàng làm đồng minh. Mình còn phải đánh một trận nữa với nó. Trận chiến vì danh dự. Sắp sau lượt này mình đã mất thêm ít quân. Chắc mất một vài đơn vị nữa. Chả sao, bởi vì mình đang muốn thanh lý cái quân đoàn này đi để thành lập các đơn vị mới khỏe hơn. Rồi. Xong. Thật đáng buồn. We have simple need. Chiến tranh start. Rồi, thêm một thanh niên nữa đã ra đi. Henenic, phòng thủ của Henenic, tất cả các lính Henenic à? Tướng này à? Melee attack. Cái này nó sẽ giảm 30% upkeep đúng không này? Đấy. Ready for orders. Còn có 265 thôi. Còn cái 126, khá là rẻ. Hạm đội này sẽ đóng ở đây. Quân đoàn này sẽ lại được rút về phương Bắc. Hoàn thành nhiệm vụ ở phía Nam rồi. Xây hai cái điện thờ lên đã. Ai Cập ở đây rồi, nhưng Ai Cập chắc chắn không dám đánh khi mà mình có cái hạm đội đây. Như vậy là mình đã hoàn thành được thêm một cái nhiệm vụ nữa. Đây, chúng ta chỉ cần kiểm soát được hai tỉnh này nữa là hoàn thành nhiệm vụ này. Kiểm soát 90 chúng ta hoặc đồng minh của chúng ta. Đồng minh thì đơn giản thôi. Mình kiểm soát 27 vùng, 6 province. Trong đó những province này 240 đơn vị quân, hiện tại mình có 142. Bình thường. Xử lý hết mấy cái thằng pha lăng đi đã. Nhưng mà sang gặp mấy anh Trung Đông thì chết ấy. Mấy anh Trung Đông anh cũng có pha lăng. Không có con ngựa đấy chứ. Ngựa chất quá mà không tuyển được nhỉ. There is no shame and much virtue in giving money to the living embodiment. Một cái hiệp ước hòa bình. Cộng 10 thu nhập từ tất cả các cái công trình của chúng ta. Lại có một cái sự kiện chính trị gì đây? Ơ quên, mình không đọc. Đọc thì mình biết được nó cần cái gì chứ nhỉ. Ôi, mai vẫn không có con ngựa nào thế nhỉ. Mai chả có con ngựa nào, chán ghê. Vùng này thì mình cứ thích chuyển nó về cái này cho nó chắc cờ. Cầm La Mã. Thế quái nào nó lại đi chiến tranh với mấy thằng này không biết. À, mình nhìn được Seleucid rồi này.
Welcome, welcome. In a spirit of Olympian hospitality, I welcome you and... You serve your people well, but you cannot alter my... I must accept, although my honor cries out against it. Your words have much truth in them. Nó vẫn kiểm soát được cái vùng này rộng phết đấy. Kiểm tra xem là quân của nó mạnh cỡ nào. Trao cái quân gì cho ra hồn. Sura. Ê. Mấy anh phương đông của mình đâu hết à? Thằng Đức phải sống dai nhỉ? Nó bị cả thế giới đánh mà nó chả thấy chết gì cả. Ô, không những thế có thấy nó có càng ngày càng hùng mạnh hơn. You honor us. We will gladly listen to your offer. My friend, be welcome. The spirits of this. Càng ngày càng thấy cho nó mạnh thêm. Cần còn bao lượt để mới tuyển được? À, 2 lượt nữa chúng ta có nâng cấp của nhà lính. 2 lượt nữa để nâng cấp nhà lính. Oh. Mãi không tuyển được mấy con ngựa. Oh, được 2 con ngựa xịn thế. Liên minh phòng thủ. Chắc là không rồi. Chắc là không rồi. Blood and honor has bound. Bỏ cái hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau á. Mà ngon này xuống đấy mà ăn. Mình cần phải phát có thêm được unlock được thêm một cái nữa. Unlock luôn. Hôm nay thì để nông nghiệp thôi. Cái này nó hỗ trợ vào công nghiệp à? Là cái này à? Cái này là cảng biển này. Hết. Có một cái hạm đội đóng ở đây thì không phải sợ. Tình hình ở đây thế nào rồi? Thằng này sắp mất cái thành cuối cùng rồi. Thì mình sẽ đập cái hạm quân đoàn này của nó. Để bắt nó thành chư hầu. À đấy đúng rồi, hay quá. Nó có luôn cái trà lính này để mình tuyển cung thủ của nó cũng được. Rất nhiều cung thủ rồi mà mãi vẫn chưa thấy được con ngựa nào. Clayton Archer thì cũng rất là ngon nhưng mà... mai không được con ngựa nào. Chán vẽ luôn. Mất mấy lượt nữa mới lên được. Một cái nền ngoại giao tuyệt vời. Ngay cả kẻ thù chiến tranh từ đầu đến giờ cũng mặt xanh như này. Mình thích mình có thể hòa bình được hết luôn. Cần có thêm đội lực lượng. Ký hiệp ước không xâm phạm với nhau. Chắc là không được đâu. Cho phép triển khai quân đội trên lãnh thổ của nhau. All we are. Chắc là không được đâu. Gold freely given. Đồng minh phòng thủ. I dare not ask much for my people. Gold freely given. Thằng này nó, bọn này nó cứ thích mình nhiều tiền, nó đòi kinh thế nhỉ? Lại mất chơi với một thanh niên rồi. Đây, chúng ta sẽ còn phải nghiên cứu rất là mất thời gian mới lên được cái đá này.
4 lượt, 5 lượt, 6 lượt. Greetings to you. I trust you come with honorable words that... Thằng Đức nó ra tận đây. Tình hình căng nhỉ. Mình chơi được với cả hai thằng. Nâng cấp nhà lính đã. Còn thiếu cái này nữa. Tăng 10 khả năng phòng thủ cận chiến nữa. Ready for battle. Ready for battle. Chả có con ngựa nào. Bọn này nó nhốt ngựa ở đâu nhỉ? Này bao giờ mới tuyển được đội ngựa để đi đánh nhau? Cứ dùng mấy cái con Tarantin thì yếu quá, đánh mãi chả ăn thua. Dùng mấy anh Tarantin. We have simple needs. All we Liên minh phòng thủ. Liên minh phòng thủ. My people do not like. My people can only. Này hay nhỉ? Cứ gạ gẫm là thế nào nhỉ? I dare not ask much. Cứ gạ gẫm đồng minh đồng khói là nào ấy. Chuẩn bị tuyển quân mới, lứa quân mới nè. Trời ơi. Cho em xin con ngựa đi. Thua. Mãi đi con ngựa nào. Hay là tại thằng này nó tuyển hết nhỉ? Cũng có thể thật. Có thể bị thằng đấy nó tuyển hết ngựa thật. Bí quá, mình sang đây lấy đội cung thủ trước đã. Chả là con ngựa nào, mình chết. Mình cần phải tăng được số lượng quân đoàn lên. Cần phải tăng được thêm. Bây giờ mà tấn công thằng này thì rất là căng đấy, bởi vì tấn công nó thì bây giờ mình sẽ mất thêm một lực lượng để duy trì lực lượng gìn giữ hòa bình ở đây. Nhưng cái hạm đội này sẽ là tuyệt hơn nếu như mình tấn công thằng La Mã. Tấn công tiêu diệt lốt thằng La Mã để kiểm soát toàn bộ cái vùng biển này nhé. Greetings, friend. I am sure that your wares will find a home. Thực ra mình cũng có thể đánh nhanh được thôi, nhưng mà mình muốn tuyển quân nó phải mạnh cực tuyệt đối lên đánh mới sướng. Cộng 10% vào My people do not like luxury, but money is needed. I ask after consider
cho phép triệt phá quân. I will be honest. I see. Cái khu vực châu Phi này rất giàu có nhưng mà nguy hiểm. Trời ơi, kinh tế của mình không lên được. Không lên được. Cái này tăng đam à? Cái này nó sẽ tăng 15% vào sát thương cho các cung thủ này. Lúc đấy cung thủ của mình nó sẽ lên đến 45. Cái này thì nó sẽ tăng tốc độ bắn. Lúc đấy thì đội cung thủ này nó sẽ đam của nó sẽ lên được là 100 lên 45. Người Đức tiến rất mạnh. Khỉ thật đấy nhỉ. Đùa nhau thế nào mà chả được con ngựa nào này. Vẫn khá nhiều. 1, 2, 3, 4. Ủa, 4 con 9 kìa. Một con số khá đẹp. Vẫn thiếu một con ngựa. The master of the two kingdoms, blessed be he, offers you peace and safety from his armies. Ai cặp mất thành trì cuối cùng nhỉ? My people can như vậy là châu Phi bây giờ đã Ai Cập đã bị mất thành thủ đô rồi. We have seen. Perhaps. Ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Xem thằng Ai Cập nào. A flapping tongue that speaks without wisdom. Mình cho cái hạm đội của mình xuống đây xem là có một phe phái mới ở đây là phe phái gì ạ? À, để kiếm cái điểm giao thương làm ăn vắt. Chưa đủ tầm để phát hiện. Rồi. Mình cần phải quan sát được thì mình mới chơi được. Đây rồi. My friend, you honor this place with your arrival. Được ngay. We had heard of your great wisdom and with this generous offer we have. Thằng này nó đồng minh với Ai Cập à? Ai Cập. Sao thằng Ai Cập lãnh thổ linh tinh này? Bị mấy anh châu Phi ấy xâm chiếm tàn tạ này à? Tội nhỉ? Thật là tội nghiệp. Trời ơi, cho em xin con ngựa đi mà.
Ui. Chán không biết đường nào mà tả. Make haste, men. Ready for honor and glory. Waiting for a new course. Chán không biết thế nào mà tả được nữa rồi. Trung thành 17. Khá ổn. Thua thật. Để tuyển đâu ra được cái đội kỵ binh này. Gold freely given and gratefully accepted is a blessing from the gods to all involved. Bọn này nó cứ thích đồng minh mình. Thế mới hay. We have seen. I dare not. Thằng nào cũng thích đồng minh mình. Đây. Tăng tầm bắn cho cung thủ. Katagi bị tiêu diệt rồi. A flapping tongue that speaks without wisdom is not chạy nhỉ? Không chịu chơi với anh à? Này nữa. Greetings, friend. We will speak. I do not think our people want your trinkets. They like honest, manly stuff for the most. Chạy. I will take word of our agreement. And put it before my people. They will feast. Chảy mãi mà được với anh. We hunger for battle. Ôi, bây giờ mới được một con ngựa. Ôi, ôi. Fleet reporting. Moving out. We must rest a while. Trận này, ai à? 10 quân trong thành. Nó có thuyền pháo khá nhiều. Thôi, không dại. Trận này để bộ binh đánh cho chắc. Lên cái móng ngựa. Vùng Dacia này còn thiếu mỗi cái này nữa. Cái này thì phải nghiên cứu đến tận đây cơ. 11 lượt nữa cơ. Ây da. 11 lượt nữa. 11 lượt cộng với 5 lượt xây dựng. Tổng cộng mất. Ôi ồ. We have simple needs. All we ask is a small amount of wealth. You will hardly notice it. Cái nhau thằng này thì có lẽ đến lúc dùng tiền. As clouds gather, wise men look for friends to shelter them. In you. We make this modest request in the knowledge that your coffers strain to mình không sẵn sàng đồng minh ở đây. 0 phải vội vàng. I dare. Leaving the ship. Pausing.
Disembarking. Xong thằng La Mã. Ơ mà quân nó đâu hết nhỉ? Thấy quân nó đi đâu hết rồi? Thanh niên này. Chả tuyển cái con ngựa nào. Mãi mới đủ con ngựa cho cái đội kia. Còn đội các đội khác thì còn đến bao giờ mới có đây? Ôi giời ơi, có mấy cái thành mà mãi còn nâng cấp chưa xong. Đánh chiếm La Mã nữa. The master of the two kingdoms, blessed be he, offers you peace and safety from his armies. Trở thành chư hầu của anh thì được. Trở thành chư hầu của anh sẽ tuyên chiến với tất cả đám kia để đánh nhau thôi. À, được. Lượt 2 này. Lượt 5.000 nó cũng chịu. 5.000 nó cũng chịu này. Chỉ có một cách lựa chọn duy nhất, đó là cúi đầu trước anh thôi. Nếu thế thì mình có thể tái chiến Ai Cập. Will you not give our peace? Có thể mình sẽ unlock được thêm khá nhiều đơn vị quân mới ấy. Bởi vì là thằng Ai Cập đất của nó kiểu gì cũng rất rộng. Đó, nâng được số quân đoàn và hạm đội lên nữa rồi. Tuyệt lắm. Đâu rồi, thằng đệ đâu rồi? Be most welcome. I am sure that your offer was duy nhất well ở bên này à? Meant, but I, đồng minh quân sự với thằng này à? Ôi trời ơi, sao mặt thằng nào nó cũng thân thiện này. Ai Cập chờ tí nhá, chuẩn bị anh đưa quân xuống đấy cho mày đánh nhau với quân địch giúp mày. Mình đổi ý kiến rồi, khả năng mình tấn công xuống bên dưới trước thế. Xuống đất của Ai Cập đánh cái thằng mà mình vừa quyết định giao thương, kiểm soát cái vùng Ai Cập giàu có. Ôi nó đồng minh với thằng ngay bên dưới mình. Đề nghị we will talk and then we will feast. Thế. The gods will... Để ngoại giao của mình lại màu xanh. La Mã dẹo luôn. Không phải nghĩ. Từ cấp 6 à. At your command. La Mã còn quân không nhỉ? Chắc hết rồi. Tiêu diệt lốt cái cảng này nữa thì à đây, quan trọng nhất là thanh niên này. Ồ. Nếu mình chọn đứng về phe của Ai Cập thì mình sẽ phải chiến tranh với hầu hết cái phía còn lại à? Nghĩa là mình phải đánh qua vùng của thằng này à? Lúc đấy mình sẽ phải tổng lực tấn công. Pharaoh, the light of his people. Much wisdom has been... La Mã đến ngày tàn à? My people can only dream. Không. Mình có thể tuyển thêm một hero nữa. I dare not. Cần thêm một tướng của phe phái khác nữa. Để tăng tiếp tục. Our ancestors have. Thằng đấy nó có lãnh thổ quá đâu mà mình phải đồng minh với nó.
trung thành 11, hơi thấp đấy. Là mã cử có đúng một cái quân tít ở dưới này à? Thế thì tèo rồi em ạ. Tèo rồi. Thế mày tèo rồi. Thành vị cuối cùng sụp đổ. Hay quá, thêm được con ngựa nữa. Úi dồi ôi, đếm ngựa cái gì nè. Thế đâu, mỗi cái vùng đấy nó có ngựa. Các vùng khác không có. Mỗi cái vùng đấy nó có ngựa. The Senate sees no profit in continuing hostility. La Mã xin một cái hiệp ước hòa bình à? Chắc là hơi khó đấy La Mã. Một hiệp ước hòa bình với anh bây giờ là không cần thiết. Can you not see? Đừng. À quên, mình không phải tuyển, mình phải tuyển thêm một cái thằng Egan ở đây chứ. Bác ô mèo. Lại bác ô mèo. Giữ cho anh ta im lặng à. Giữ cho anh ta im lặng. À đây. Phải thêm một anh, một thằng hero nữa. Một chính trị gia. Ê, quay lại đây đi. Chỗ này có ngựa rồi. Nó cho quân về đây rồi này. Nó cho quân về thành rồi. Đánh. Trận chiến cuối cùng với người La Mã. Chiến cuối cùng với người La Mã. Cái đội ngựa đen đen này ghê lắm. Nó đắt thật thế nhưng mà nó mạnh. Cái hay nhất là vừa giáp trâu vừa cận chiến khỏe, nó lại có thêm một cái chỉ số nữa. Có một cái hay nữa là nó có trang bị phi lum, nên nó truy sát được bọn xạ kỵ. Úi giời ơi, nắng đẹp. Ủa ôi, nhưng mà thành của nó sao lắm thấp canh thế. Tấn công từ cổng này vào mệt nhỉ. At your service. Grouped and ready. Spears ready. By your command. Appliques ready. Chắc thì cứ hai cổng tiến vào thôi, chả có cách nào khác cả. Tạo ra một hai cái lối đi để vào thôi. Đội này vẫn chưa có cung thủ à? Chưa có Caitlyn Archer. Hải quân nó định đổ bộ vào đâu? Phía bên này nó may quá, nó đặt hết xe bắn đá ở phía bên kia, hôn vãi tài trưởng. Bên này lại không có, không thì mình lại phải phá xe bắn đá của nó. Mình mà đặt quân ở bên kia là mình lại phá. Sáu mươi lăm. Swift melee cavalry.
Campania Cavalry. Anh em nhớ nhé, tuyển đội kỵ binh này. Nếu như các bạn không có những đơn vị kỵ binh cực mạnh, đủ mạnh thì các bạn lên tuyển những kỵ binh đánh thuê này. Các bạn nhìn chỉ số tấn công của nó. Giáp. Cái quân đoàn này chưa mạnh về giáp nhất. Quân đoàn lúc nãy còn giáp mạnh hơn. The enemy's tower has been destroyed. Rồi tiếp tục phá bên này. Phá cái tháp này nữa. Chuẩn bị chui vào kìa anh em, xông ra khử luôn. Khử luôn. Đội kỵ binh này nó có cái đội hình rất giống với cái đội hình của La Mã, kỵ binh La Mã. Mình rất thích cái đội hình sốc của kỵ binh La Mã. Nó có cái tầm tấn công rộng hơn rất nhiều so với các cái đơn vị kỵ binh khác. Rồi, ăn luôn. Thôi không phải bắn cả chết con mình. Bắn vào đây, phá tha lốp tháp canh này cho anh. Tôi cũng không hiểu lịch sử của cái đội kỵ binh này ở đâu ra nữa, nhưng mà nó thực sự rất là mạnh. Quá là tuyệt vời. Rồi xong rồi. 120. 130 rồi. Rồi. 132, 133 thôi, cái đều có 137 rồi. Tha cho nó, còn vài thằng cho nó chạy. Quỷ đá tiến lên. Spartan! General, are you ready and waiting? Tháp canh chưa vỡ nhưng tường chỗ này vỡ à? Tốt. Đập sập cả tháp canh cả tường luôn, mình có chỗ vào luôn. The enemy's tower has been destroyed. Phá cái tường này luôn để vào. The walls are breached. Phá khúc này nữa. Đây đây đây. Đây để điểm trợ cho bộ binh này. Được hai lỗ tiến vào. Đục chỗ này thì cung thủ của nó không ra được, không ra để mà tấn công mình được. Đấy. The walls are breached. Ready for battle. Đây, đứng vào đây. Đứng đây, đứng đây. Run, curse you. Spartans! Spear infantry ready. Spartan pikes. Pikes ready. Tiến vào theo hai cổng. Hoàn thành nhiệm vụ rồi. One of our units has used all its ammunition. What?
attack! One of our units has used all its ammunition. Come on up! Hoplites! Form phalanx! Hoplite form phalanx! Ah, bọn này nó free ship này. Oh, bọn này mạnh đấy. Double time! By your command! Advance! Wow! Speed! Ăn luôn! Spears ready! Wow! Ăn! Advance at speed! Quick march! Hack them down! Are you with it? Follow me! Double time! Ăn luôn! We'll kill them all! Hit your targets! Warriors, move out! Warriors, move out! Battle! Ready and eager! Spartan pikes! Double time! Spartans! Break the lines! I'm sorry. Căng rồi. Đông thế. Vào đây nghe. Không sợ được, ném tên ở tầm xa mà không có thua lắm. Áp sát nó lại. Thế quái nào mà có một đội lính này của nó mà đánh mãi xong này. Sâu lên. Xử lý nhanh để cho kỵ binh làm vào chứ. Sao Spartan mà phải sợ. Ai dồi. Ngựa đâu, xông vào. Sao lại chạy ra đấy? Con ngựa đâu rồi? Thử ngay cho nó cho anh. Mày đùa với anh à? Biết kỵ binh của anh chưa? Không được. Tấn công hướng này đi. Ready and waiting. As you command. Rồi, đội kỵ binh này. Ready for battle! Quẩy nó cho anh. Anh già, anh đây. Spartan của chúng ta. One of our units has used all its ammunition. Ai à? Nó ném ngựa mình ác kìa. À, khôn thế, đứng ra đây à? Nó cho anh đánh nhau với Spartan ấy. Đánh nhau với Spartan ấy. Để mấy con này diệt mấy thằng quỷ đá cho anh. We await your command. Xông vào đây, đứng ở ngoài làm cái gì? Singers! À nói. Men of Italia! Miners! Nó kéo mấy con ngựa đấy. Rồi.
nhiều hướng quá, không quan sát được. Ô. Italian noble cavalry. Mày vẫn còn lén được anh cả. May ngựa mình giáp dày, chịu đòn tốt. Ready. Sparta. Orders understood. Tướng của nó à? Mày thích tướng này của con ngựa này lì nhỉ? Xông nó đánh đột kích mày thế. The battle is turning in our favor. Tướng của nó đứng đây à? À, Cicero, một trong những chính trị gia rất nổi tiếng trong lịch sử La Mã. Một người có thể nói là rất là khôn ngoan và lươn lẹo, giỏi giang. Nhưng cuối cùng thì cũng đã có một quyết định sau cùng là khi ủng hộ Brutus chống lại Octavius và ông ta đã bị chết. Nhưng mà trước đó thì ông ta rất biết đu dây khi ông ta dung hòa giữa các mối quan hệ giữa Caesar và Pompey. Được, Cicero, một nhân vật lịch sử nổi tiếng. Let's go. March. Double time. We await your command. Được, cái binh rồi, ta đây. Quickly now. Cái binh của mình cũng chất lắm. Missile armed warriors. Fire. Cái quái nào mà đánh mãi xong mấy cái con ngựa nó này. Xong à? Tướng nó chạy à? Ai làm ăn thế bây giờ? Ôi giời, ngựa rồi, đuổi tiếp. Nắm cung thế. Khỉ thật. Italian Noble Cavalry. À, cái tên của nó có nghĩa là kỵ binh Italia quý tộc à? Còn qua giết bọn tập xa đó nhanh. Đây thì chúng ta mới có một đội ngựa. Có 2-3 đội ngựa thì chúng ta xong lâu. Xếp đội hình lên. Quái chết thật tướng nó xong. Cicero. À để mình kể qua cho các bạn Cicero là ai nhé. Lúc nãy mình giới thiệu rồi, Cicero sống cùng thời với Julius Caesar và Pompey Marcus trong cái thời kỳ gọi là tam đầu chế của La Mã đấy. Cicero là ủng hộ, ban đầu là người ủng hộ viện nguyên lão cùng với Pompey. Và trong trận chiến với Caesar thì phe của Pompey thất bại. Ban đầu Cicero đã chấp nhận một cái giải pháp hòa bình đó là, và Caesar là một người nhân từ, ông đã tha cho Cicero. Bản thân Cicero sau đó cũng không thực sự tham gia vào phe nào cả. Mặc dù sau đấy thì một số phe những tướng lĩnh của phe Pompey tiếp tục cuộc chiến với Caesar để và cuối cùng thì thất bại ở châu Phi. Pompey Marcus thì bị ám sát, còn Canto và một số tướng khác thì bị chết ở châu Phi trong một trận đánh quyết định. Chỉ có Cicero là vẫn còn tồn tại. Và cho đến tận khi Caesar bị ám sát thì Cicero vẫn lựa chọn cái giải pháp là trung lập và không đứng hẳn phe nào cả. Cho đến những giờ phút cuối cùng khi mà nội bộ giữa Mark Antony và Octavius có lục đục và đánh và chiến tranh với nhau. Trong khi đó thì thế lực của Brutus là chính là người đã đâm nhát dao cuối cùng, và Caesar còn sống có một cái thế lực khá mạnh ở Hy Lạp, Macedon, và quyết định đưa quân về Rome.
Cicero đã đưa ra một cái quyết định lịch sử của cuộc đời mình khi đứng về phía đã chọn về phe Crusus. Tuy nhiên ông ta đã thất bại và ông ta đã bị tất nhiên đứng về phe thất bại thì các bạn biết sẽ là kết cục như nào rồi. Một người rất thông minh, một chính trị gia, một sử gia, một nhà diễn thuyết. Còn ở trong trận đánh này ông ta là một ông ta là một tướng quân. Cicero đó là con người mà chúng ta vừa đánh trận xong với ông ta rồi. Các bạn có hỏi thêm gì về con người này không? Chắc là không đâu đúng không? Một Cicero rất tuyệt vời. Rồi chúng ta đã tiêu diệt hoàn toàn. Có thể nói là La Mã đã bị tiêu diệt rồi đúng không? À đây. Ô, vẫn còn một cái tỉnh ở đây à? Come then, speak. You speak of peace. When Roman blood cries out for vengeance and Roman swords are not yet blunted with killing. Never. 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 Được, tớ hiểu nghĩa của từ đó. Các bạn chơi game thì ngoài chơi game các bạn nghiên cứu lịch sử, các bạn sẽ thấy rằng lịch sử có rất nhiều điều thú vị. Các bạn sau này đọc, chơi và nghiên cứu thì bạn sẽ thấy nó rất thú vị. Các bạn thấy không? Với một cái tên, một cái vị tướng bình thường các bạn chơi thì các bạn cũng không để ý đến tên của tướng, nhất là tướng của phe đối phương đúng không? Nhưng mà đối với mình thì nó là một câu chuyện lịch sử rất là thú vị. Mình đã nắm được. Đấy. Hạm đội này chuẩn bị có kế hoạch tiến về xuống phía nam. Đồng nghĩa với nó là cần thêm vài quân đoàn nữa. Đây rồi, Roman Spartan, Heroes of Spartan. 75 máu. 120 quân rồi. Nhưng mà mình chưa nâng cấp được cái công trình này. Muốn nâng cấp lốt công trình này lên mắc đã. 7 lượt nữa. Cicero. Thế nào, chúng ta sẽ qua lượt tiếp. Khu vực này chưa biết thế nào. Nếu mình chọn được Ai Cập, bảo vệ Ai Cập. Rút thêm một hạm đội nó xuống phía nam thì sao nhỉ? Đồng minh quân sự à? Sao bạn này nó có thích đồng minh với mình là thế quái nào thế nhỉ? Go. Bonnie lại mất giao thương với Bonnie rồi. Oliva. Đây. Cho em chính trị gia này vào đây tiếp tục để tăng trung thành và tăng điểm ngoại giao lên. Điểm ngoại giao của mình mà tăng nữa thì không biết là mạnh cỡ nào nhỉ. Các cái vùng của mình bây giờ hình như đã unlock được hết các công trình rồi đấy. Malaga. Vùng này vẫn còn căng lắm. Be most welcome. Có hai thằng chi hầu, không phải mất một thằng quân nào, chưa mình chưa phải triển khai quân đến mà có thể bắt được nó làm chi hầu. You are welcome, but that welcome can become a farewell if you waste Roman time. Thằng La Mã này sẽ là không chịu à? La Mã chỉ còn là cái bóng của mình thôi. Châu Phi thì đang hết lương thực à? Rất thú vị.
Ai Cập thì lại Ai Cập thì mình lại không tuyển được a à, voi của nó nhỉ? Tuyển được đội voi của nó thôi. General. Nó có nguyên một hạm đội đây. Thằng này vác một mình một ngựa đi này thì đánh nhau gì? Mày bị ngáo à? Ồ, áp kíp cao lắm, tốn hết. Chả thấy con ngựa nào. La Mã giờ đây chỉ còn là cái bóng của chính mình. Rồi cung thủ của chúng ta lên bắn 45 rồi. 46 à? À, nó được tăng cái gì đó nữa. Chờ tí. Thanh niên này sang bên này trước. Rồi. Một hiệp ước hòa bình. Rồi được. La Mã đến được cùng, nó chỉ còn một cái đảo con ở ngoài đấy thì thôi hòa bình với nó. Mình chả còn đánh nhau. Như vậy là mình đã kiểm soát được nước Ý rồi. Đồng minh quân sự. Are not so full that further tribute from your people would be unwelcome. Chư hầu của anh thì đồng thì được. We humbly ask for a single modest subsidy to help our people in a dark time. Thằng nào cũng thích đồng minh với mình. Ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Đòi mình tiền hơi nhiều đấy, không được đâu. Tiền của anh đâu phải lá mít cho mọi tiêu kiểu đấy. Hiến tế một con bò. Hiến tế một đứa trẻ nghe ghê quá nhỉ. Vùng này thì không tuyển được cái đội chưa lính đánh thuê nào cho ra hồn được. Trời ơi. Đây rồi. Thank you. Em lại về nước tiếp. Chuẩn bị tuyển lính mới hết toàn bộ. Something bars my passage. Tuyển thêm một thằng champion. Cộng 10 kinh nghiệm mỗi lượt. Phòng thủ trước. Cộng khả năng phòng thủ trước kẻ thù à? Spy của kẻ thù à? Được. Một cái skill khá hay. We hunger for battle. Nhanh rồi. Nhanh rồi. Không nhanh không khéo thằng Ai Cập cũng dẹo mất nhỉ. My people can only dream of wealth like yours. Thanh niên này sao bị thằng nước của anh kinh này. My people can only dream. Đồng minh quân sự với mình. We have simple needs. All we ask is a small amount of wealth. Mấy cái thằng phương Bắc này cứ đánh nhau loạn xạ rủ dê anh à? Mày thế nào? Tăng một trung thành này. Tăng trung thành đã. Thank you.
lại vác thuyền ra đây làm gì cô? Định tái chiếm lãnh thổ à? Bây giờ thì mày còn một cái xe bắn đá à? Tiếc rằng là không thể. Vẫn có thể cải thiện nền kinh tế của mình được. À, ở vùng này lâng cái này lên cấp này thì nó sẽ có cả tăng số lượng quân đồn trú lên khá nhiều ấy. Nhà lính cấp cuối này. Ready for battle. Bốn lượt nữa để nâng cấp lên. Ai chả ơi. Ai chả. Cái gì đây? Tuyến tướng tuyển ban đầu đã phòng thủ cận chiến 122 chưa cần bút đội hình nhá. Tấn công cận chiến 74. Tinh thần chiến đấu 164. Ai già. Tử đã chưa mắc đâu, vẫn có thể lên được nữa mà. Giáp 128. Cái này nữa đây. Mạnh hơn rất nhiều ấy nhỉ. Seleucid. Gold freely given and gratefully accepted is a blessing from the gods to all involved. So say the bones. Liên minh phòng thủ. Cho phép gold triển khai quân đội trên lãnh thổ của nhau. Không thể. Our coffers are not so full that further tribute from your không thể có đồng minh được, chỉ có chư hầu thôi. Chấp nhận làm chư hầu của anh thì được. Ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Ok. Chư hầu thì anh đồng ý. We have simple needs. All we ask is a small amount of wealth. You will hardly notice it. Ây da, chảnh lắm. Có vụ cướp bóc à? Nó hỏi mình làm gì à? Ready for battle. Ready for orders. I am greater than mighty Achilles. Stand to, men. Ready for battle. Có thể tuyển thêm được tướng nữa chưa nhỉ? Thêm thì thêm được, nhưng toàn tướng phe mình. Thank you.
Ai Cập sắp diệt vong rồi nhỉ? Bằng cách nào thằng Ai Cập nó vẫn còn có một tỉnh ở bên này được? Cái tỉnh này của nó thì khá là ổn đấy, nó không chết được đâu bởi vì là nó có hẳn nguyên một hạm đội đây. Bọn này hơi khó ăn cho nó. Cung của mình khá nhiều đấy, chắc là ổn rồi. Chờ xíu, tuyển quân nữa. Tiến xuống giải phóng lại Ai Cập. Lại có một thằng nó đề nghị làm thêm đi phòng. I dare not ask much for my people. Liên minh phòng thủ. My people. Liên minh phòng thủ, đồng minh quân sự. Ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Mày ngay sát vách anh cho mày này. 4.000. Kỷ niệm mày luôn. Tiền của mình bây giờ thiếu gì đâu. Trừ 10 trung thành đó. Khỉ thật lại chọn nhầm cái rồi. Oh man. Ở đâu chui ra thằng này đây? Một thằng tướng của phe mình. Nhìn cho cái đồ này là biết là tướng phe mình. Thằng này nó tên là gì? Apollo Akotatus. Một thằng tướng gốc của phe mình. Thằng này à? À. Ôi, nó lại là cầm trong một trong những quân đoàn chủ lực của mình. Ready for orders. Thế thì nó không thể, không được phép cầm quân đoàn của mình. Trừ 15. Đây, chỗ này bây giờ sẽ cái khiên đã này. Phòng thủ Hellenic này. Ready for battle. Tí. Thật là nguy hiểm, mấy thanh niên này bị làm loạn. Không khó nhỉ. Ai Cập thì chắc là không diệt được, không bị diệt vong được. Bởi vì là nó khá là khỏe, vì nó có hạm đội ở đây. Đấy. Mình cần mất mấy lượt nữa thì mình có thể. Mà anh tuyển được cái quân nào cho nó mạnh mạnh một chút xíu. Ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Thôi được. Nó giáp biên giới mình mà mình chưa đánh nó thì cứ ký cái hiệp ước đó cũng được. My people do not like luxury. But...
Darkness gather. Ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau thì được. Thằng biểu này được khôi phục à? Khôi phục thì cho nó một quân đoàn luôn. Tinh thần chiến đấu cao lắm. Có thể có thêm một hạm đội nữa được. Đây Apollo. Your orders. Easy into port. We need good strong men. Cái gì nghiên cứu công nghệ được có mấy phần trăm thì ăn thua gì. Trừ 15 không tăng được à? Chưa lấy vợ được. Tự dưng nó đẻ thêm một cái phe nữa là mình mệt ghê nhỉ. Mức độ ảnh hưởng của mình đang giảm dần ấy. Nhưng mà vẫn đang phải duy trì bởi vì thằng này nó vừa mới thành lập, bây giờ nó vừa mới tách ra từ một phe của mình. Ái quá, một con ngựa nữa. Hai con ngựa. Rồi quân đoàn này đã có quân. Cuộc chiến ở phía bắc của mấy cái thằng này chưa đến đâu vào đâu. Seleucid. My people do not like luxury. Không 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 không. Không liên minh không phòng thủ gì hết. A token, perhaps a modest gift. 2000. Thôi được. Cho nó 2000. The gods speak. Này. Gold freely given. Chúng ta sẽ được thêm một chính trị gia hay là tăng 6 trung thành cho tất cả các party trong vòng 8 lượt. Tất nhiên mình chọn trung thành hay hơn. Đây rồi, chúng ta đã nghiên cứu đến đây rồi. Như vậy là đây 5 lượt nữa mình sẽ mua quân. Hết tư thực à? Con pon tút nó đánh ghê nhỉ, đánh lên tận trên này. Cái vùng này à, sao cái thằng La Mã này nó đông quân thế nhỉ? Ô, hay quá.
Ready for... On the move! Waiting for more orders. At your command. Trời ơi. Cộng 10 vào phòng thủ cận chiến. Học lên được một chút xíu. Liệu mình có đủ lương thực không nhỉ? Thằng Đức này, ô thế mà nó là nó chiếm được lãnh thổ, nó chiến tranh nhiều thế này mà nó vẫn rộng thế nhỉ? Kỳ lạ. Thằng Rome làm cái trò gì mà lẩn vẩn đến mất mình. Between friends, the gift of gold is often taken to be a sign of deep affection and respect. Đòi gì lắm tiền này. The spirits have noticed that old treasure stores are... No! Bọn này nào nhỉ? Cứ thích đồng minh, đồng khói mình. I said it. My people do not like luxury. I dare not. Thằng nào cũng thích đồng minh mình. Oh. I dare not. Lại mất chơi với một thằng nào rồi. Ủa em không chứ. Tướng lên cấp 9 này. Vào đây, tăng cầm bắn cho cung thủ lên. Khayton đã chơi mà được cộng vào tầm hơn 8, tầm bắn 180, 8 mấy thì vãi cả trưởng luôn đấy. Bọn này sắp chết rồi, hết lương thực rồi. Cha thằng nào lấy vợ. Bên này 22 thì ổn, bên này thì từ từ nó khắc lên. Bên này thì từ từ cho nó đi đánh trận là lên. Yes. Ready for battle. Cung thủ thì chắc thôi từ từ chứ phải mua vội. Mình nghĩ là đủ rồi. Quên mất mình chuyển cái con chính trị gia nó sang quân đoàn của cái thằng mới quân đoàn mới thành lập kia thì nó sẽ tăng trung thành lên mà nhỉ, tăng trung thành của nó lên. Thế không bị ra, phe kia nó đang cao rồi cần gì, đang nghiên cứu nhánh quân sự đây, tiếp tục nghiên cứu vào đây. Đúng rồi, đây này, quá là đây này, cho nó sang đây, nó tăng trung thành lại ngay, có gì đâu. Đứng cấp cao như vậy mà nó dám bỏ mình tách ra thành phe phái mới độc lập, nó còn tách thêm một phe nữa cơ chứ không phải chỉ nguyên này đâu. Hai lượt, ba lượt,
sắp có xe bắn đá được cuối 3 lượt nữa là có tiền được quân. Thằng La Mã nó cứ lận lờ đây làm gì? À, nó chiến tranh với mấy thằng dợ kia. Gold freely given and grateful. Bình giáp với thằng Đức ấy. Bây giờ thì là thằng Đức là một thế lực. Cộng 10% thu nhập từ tất cả các công trình. Tuyệt thế. Cứ như vậy thì ổn. Một lô lệ garlic. Thợ rèn này. Một thợ rèn người dợ. Có khả năng nó sẽ tăng cho mình các cái hình như là giáp giết hoặc là kiếm kiếp gì đó. Đấy, cho em này vào đây bắt trung thành tăng lên vùn vụt. Vẫn trừ 9 là thiếu quá nào. Được sau có tác dụng à? Mười sáu. We hunger for battle. Không được con ngựa nào. Ô mà tiền của mình đang bị tụt gớm quá nhỉ. Tiền mình nó tụt kinh quá. We have symbol. Thằng này nó lại mạnh thế mà bây giờ còn một tí keo này thôi à? Bị thằng Đức nó xuê bi nó chiếm gần hết rồi cả. Ok. Đồng minh quân sự. Trời ơi. Bọn này nó cứ gạ gẫm mình, đồng minh đồng khói này. The love of gold. Nghiên cứu được 5.000. Golden Sugar được cộng 5.000. Được cộng 5.000, lượt sau là mình bắt đầu có thể tuyển quân rồi. Bỏ lốt cái xe bắn đá đi, chơi xe bắn đá to cho nó sướng. À, nhưng mà chơi tướng voi thì mình cũng không khoái lắm. Nó không thật là của La Mã, là của Sparta. Sparta đâu có nhiều tiền để mà chơi voi đấy. Nguy cơ xảy ra đảo chính bằng không. Tốt rồi, nhưng mà mình tốn nhiều tiền quá. Vẫn phải giữ lên trên 50% không là nguy hiểm đấy. Fleet reporting. Hạm đội này sẽ được cử đi tấn công cùng với các quân đoàn. Hai hạm đội sẽ được tham gia tấn công. Tổng cộng hiện tại bây giờ mình có 4 hạm đội rồi đúng không? Apollo. Apollo à? Ready for battle. Ra đây đi. Hold this garrison.
Thế là được rồi, đứng đây phòng thủ. Thêm một tướng nữa của Apollo. Mình cần phải có ít nhất là hai tướng thì mới được. Một tướng thì nó đi nữa, sau này có thêm một thằng chính trị gia nữa. We hunger for Atuit men. Are you ready to serve? It is a great and glorious thing to serve your people. Đứng gác ở đây nữa. Cho chắc ăn. We have simple needs. All we are. Đồng minh quân sự với mày. Nếu không nhầm thì mình sẽ mở unlock thêm được mấy thằng bên cạnh của nó nữa, thì chắc là sẽ trade được thêm. Nếu mình không nhầm. My friend, be welcome. The spirits of this place smile upon you. The gods bless you. Không chịu à? Không chịu làm chư hầu của anh à? Xuê bi. Ghê nhỉ? Nó đánh qua đánh lại mà nó đánh tan nát bọn này. Ready for orders. March. Your next command. I want hourly patrols. Cho xin một con ngựa. Tốt rồi. As you command. Thanh niên này ở đây chỉ có mỗi nhiệm vụ duy nhất đó là tuyển ngựa. Về đây. Gần này cung nó nhiều rồi. Chưa cần tuyển thêm nữa. Ai có thể tuyển bộ binh đó. Đâu mình xem nào, chỉ số cao nhất của chúng nó đây. Đấy. Ôi 78. Ready for battle. Tuyển bọn này trước đã nào. 1 2 3 4. Đính rẻ hơn rất nhiều, còn có 600. 1 2 3 4 5 6. Sau này có voi thì tăng thêm 2 đội voi. Cộng thêm 2 loạt tuyển quân nữa cả. À. Có điều là tinh thần chiến đấu của binh sĩ ở đây nó cao kinh khủng, 163, giáp 129. Đâu? Giáp 133, phòng thủ 129. Ồ. Thế thì đánh nhau với các anh này đến mùa mít. Quân rồi. Chúng ta lại sắp có quân rồi. As clouds gather. White. Darkness gathers. Gold freely given and I spoke with an honest tongue and trusted you to find the warrior's worth in my words. Lại có một cái tin xấu rồi. Mình hình như mình chọn nhầm rồi.
Phải chọn cái thứ hai mới đúng. Thêm một hạm đội nữa sẽ được cử xuống châu Phi. Ba quân đoàn này của mình tấn công châu Phi nữa. Commander, we need good fighters. Sparta. Ready for orders. Quân đoàn này chất thật. Ready for battle. Đây. Sao không thằng nào lấy được vợ? Không như thằng nào lấy được vợ này. Mà mình còn chưa buff hết đâu đúng không? Còn nâng cấp phải giáp lên nữa cơ mà. Cấp giáp lên nữa. Thì lúc đấy không biết mấy thằng Sparta này nó mạnh hết cỡ như nào. Đây là mình, đây này, xây dựng tất cả các công trình hỗ trợ cho bộ binh này. Mạnh hết cỡ lên đấy. Đây là đội lính đời cuối của Sparta này. Có lẽ là vì chỉ số phòng thủ, chắc có lẽ Sparta là mạnh nhất game này luôn. We are a mighty people, well versed in the uses of wealth and power, and so we love gold. Trở thành chư hầu của anh. My people can know. Trở thành chư hầu của anh là xong. Ai ở đâu? I dare not ask much. Thằng nào cũng gạ gẫm mình để làm đồng minh đồng khói. Ready for orders. Trừ 2 Capitas, được thêm một tướng à. Trời đất ạ. Mình đâu cần thêm tướng đâu. Ai không, nhưng mà tướng này ngon phết đấy. Commander, ready for battle. Cứu vào đây để tăng cái móng ngựa lên nữa này. Ready for orders. Đấy. Sắp đủ 3 quân đoàn rồi. At your command. Make haste, men. Ready for battle. Toàn quân đoàn rất mạnh. Thế là Ai Cập còn duy nhất cái tỉnh này à? Giúp Ai Cập tái chiếm lãnh thổ. These people are surely as right to reign. Để anh triển khai quân xuống đây đã. Commander,
Bây giờ chỉ cần mỗi cái thằng này để mua ngựa. Mãi chả có thằng nào. 4 lượt đã. 3 quân đoàn này sẽ được cử đi cùng nhau đánh cho nó chất. À, này thì mua quân nhanh lắm này. We need good fighters. Tao mu. Ready for orders. Thằng này à. À, bọn này nó không có biên giới. Nó không đánh được nhau. Rome is as always a welcoming host. À, Rome nó lại thân thiện mình hơn rồi. The guards will have me listen. Greetings, friend. We have need of talk. I'm. Thằng này bác cha này mạnh ghê nhỉ? Tiến quân kiểu gì ấy? Ồ. Armenia. Ồ. Chiếm mẹ được Syria à? Thằng này kiểm soát được toàn bộ Syria rồi. Nhiệm vụ của mình phải đánh chiếm Syria. Our offer is fair and triển khai quân đội trên lãnh thổ của nhau. Mình không sẵn sàng. My people. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Và nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.